Episode xin giới thiệu đến các bạn vừa cầu lông Zonex Z-Fox 2 là một trong những siêu phẩm được đánh giá cao và được các tay vợt hàng đầu trên thế giới tin dùng. Nếu là một người quan tâm đến cầu lông thì sẽ không quá xa lạ với dòng vợt này vì nó được sử dụng bởi các huyền thoại cầu lông trên thế giới như Lin Dan hay Lee Chung Wei. Hãy cùng Episode khám phá về sản phẩm này nhé! Z-Fox 2 có một màu đen cuốn hút, mang màu sắc của sự đơn giản, được thêm điểm nhấn của một vài phần màu xanh. Ngoại hình được đánh giá là ấn tượng và xa lạ với những màu sắc hào nhoáng. Với cầu lông Zonex Z-Fox 2 chứa đựng các công nghệ như hệ thống lỗ sỏ dây đan kiểu mới, khung vợt khí động lực học, hộp khớp nối chữ T đúc liền kiểu mới, thân vợt siêu mỏng, cổ vợt hỗ trợ kiểm soát cầu, vợt nặng đầu và thiên công cho bạn những cú smart cực mạnh và chính xác. Sản phẩm phù hợp cho những bạn tay to yêu smart và đã trở thành một huyền thoại. Z-Fox 2 đem lại cho bạn một cảm giác hoàn toàn khác so với bản Z-Fox 1. Điểm tiếp xúc của cầu được thiết kế cao hơn một chút và điều này thực sự giúp ích cho những người dùng dễ dàng điều khiển vợt, đem lại hiệu quả cao trong thi đấu cũng như tập luyện. Z-Fox 2 thực sự là một cây vợt mang lại cho bạn một cảm giác tuyệt vời. Nhìn chung với mức giá của nó thì đây là một cây vợt đáng để bạn sở hữu, tăng khả năng tấn công cũng như phòng thủ. Sản phẩm được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại Episode. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ hotline trên màn hình hoặc có thể đến cửa hàng tại địa chỉ số 9/70 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, subscribe và đón chờ những video tiếp theo của Episode nhé.